Ok và hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Thì trong video này, Long sẽ giới thiệu cho các bạn một cách kiếm tiền nữa tại cái thị trường game web 3 này. Đây có thể là một cách kiếm tiền phải nói là không nhiều và cũng như là cũng khá là khó. Tuy nhiên, nó cũng là một cách để mà các bạn có thể tham gia và kiếm được tiền trong cái thị trường này. Thì đây là sự kiện Guild Advancement Program của Game Guild IGG. Đây là cái mùa thứ 7 của họ rồi các bạn ha. Và những mùa trước đã diễn ra rất thành công trong những cái mùa trước. Với cái mùa 6 vừa rồi á, thì đã có 9.674 người đã đăng ký. Cùng với đó là 1 triệu 5 token IGG được phân phối trong cái mùa 6 vừa rồi. Thì cái việc mà các bạn cày điểm ở đây á, các bạn cày điểm thông qua những cái tựa game mà bên Game Guild này họ tham gia và họ hợp tác á, thì khi kết thúc mùa các bạn sẽ nhận được cho mình cái token IGG cũng như là những cái phần thưởng trong những cái tựa game này khi mà các bạn tham gia, các bạn chơi game. Tóm lại á thì IGG có một cái mục đích cũng như là một cái sứ mệnh nó kiểu rất là vĩ mô các bạn. Đại loại là nó sẽ kết nối những cái dự án với lại những cái người dùng khác nữa thông qua việc các bạn đã kiếm được tiền từ game đó, xong rồi các bạn lại tiếp tục kiếm được tiền thông qua việc làm nhiệm vụ trên IGG nữa. Nó sẽ là một cái dạng double profit đó. Thì đó là một cách kiếm tiền. Tuy nhiên thì như đã nói ban đầu, nó không nhiều các bạn. Nhưng nếu các bạn đang kiểu như là phân vân hay là vô định á, thì đây có thể là một cách giúp cho các bạn có thể kiếm tiền mà không cần phải đặt KPI, không cần phải chạy doanh số các bạn ha. Rồi, và tại đây thì chúng ta có những cái dự án cơ bản như sau là Cypher, Night Chronicle, Parallel, Gensokishi. Cùng với đó là con game nổi bật nhất, đó là con Pixel các bạn ha. Với mỗi một cái tựa game thì sẽ có những cái nhiệm vụ khác nhau. Kiểu như Gensokishi thì các bạn sẽ thấy là có nhiệm vụ leo lên level 23, rồi nhiệm vụ gọi là reforger cái cosplay kiểu như là NFT các bạn ha. Cùng với đó là nhiều cái loại nhiệm vụ khác nữa. Và đương nhiên, ngoài những cái nhiệm vụ cơ bản dành cho những người dùng bình thường ra, thì tại đây còn có những cái premium quest nữa các bạn. Với những cái premium quest này á, thì các bạn cần phải có cho mình đó là cái pass của IGG, là season pass này các bạn, với chi phí là 25 IGG để mà các bạn có thể claim được nó. Khi mà các bạn đã có cái pass này rồi thì các bạn có thể tham gia và làm những cái nhiệm vụ premium tại đây. Kiểu như một cái nhiệm vụ premium như con game Pixel chẳng hạn các bạn, thì các bạn có thể thấy là chúng ta nhận được 3.250 điểm nữa các bạn. Và nhiệm vụ duy nhất của các bạn là nâng max cấp độ của cái spec mình lên thôi. Thì cái này nó quá đơn giản với những ai đã từng chơi cái tựa game Pixel rồi. Và rồi, đây là cái sự kiện chính tại IGG. Còn bây giờ, và nói về game show thì đây là trò chơi MMORPG 3D với việc là chơi theo tổ đội. Và tựa game này đã có hơn 15 năm lịch sử từ phiên bản web 2 và cũng đã giành được danh hiệu trò chơi của năm tại Đài Loan vào năm 2012. Và cùng với đó, game cũng đã hợp tác với các chuỗi cửa hàng trên khắp Nhật Bản để tăng sự nhận diện của game đến với người chơi nhiều hơn. Và Game Show đã quyết định tham gia cùng Guild Advancement Program của IGG. Và nhờ cái sự hỗ trợ to lớn của Game Show đã có với IGG và những kết quả thành công trong quá khứ khi mà Game Show đã tham gia vào Guild Advancement Program mùa 4 vào năm 2023 vừa rồi. Ok, thì đó là một số thông tin khá là sách vở đến từ những cái mà mình đọc được các bạn ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại tựa game Gensokishi. Đầu tiên thì mình sẽ lướt qua lại cái nhiệm vụ của Gensokishi tại cái sự kiện của IGG các bạn ha. Tại đây thì có tổng là 5 nhiệm vụ cơ bản. Với nhiệm vụ đầu tiên sẽ là một cái nhiệm vụ mà các bạn chơi, sau đó các bạn gia tăng cho mình lên cấp 23, cũng như là việc mà chúng ta tham gia vào website của dự án. Rồi, chúng ta sẽ đăng ký tài khoản, sau đó thì chơi game và đạt được cho mình level 23. Và như trên màn hình các bạn cũng sẽ thấy được là có cả cái phần hướng dẫn để mà các bạn nộp cái bài dự thi của mình nữa. Bằng cách là các bạn sẽ chụp hình nhân vật của mình lại, sau đó thì các bạn sẽ lên Twitter và các bạn sẽ đăng cái tấm hình đó lên cùng với những cái hashtag mà bên nhiệm vụ họ yêu cầu các bạn ha. Đây thì nó có đầy đủ cho mình luôn, mình chỉ cần copy lại và dán đồng thời cùng với tấm hình của mình đưa lên Twitter là được. Bước số 5 thì các bạn sẽ copy cái đường link mà các bạn post cái bài post đó lại, rồi các bạn submit vô cái form là hoàn thành ha. Ngoài ra thì khi mà các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ này, chúng ta còn rất là nhiều những cái phần thưởng được bonus thêm nữa. Thì nó cũng có ghi rất rõ ràng tại đây các bạn ha. Và đây là nhiệm vụ đầu tiên. Đến với nhiệm vụ thứ hai, mà một cái nhiệm vụ mà mình thấy nó cũng rất chi là liên quan đến cái việc mà các bạn đã cày cấp lên 23, đó là cái The Ultimate Tower Beast. Ngoài ra thì nó vẫn còn cái Cosplay Reforger King, Pay Reforger King, và cuối cùng là Genso UGC Artisan. Thì đó là những cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ trải nghiệm và tìm hiểu thêm. Còn với cái nhiệm vụ The Ultimate Tower Beast á, thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn, theo cá nhân mình thấy là như vậy. Vì cái nhiệm vụ này là một cái nhiệm vụ mà các bạn sẽ tham gia vô, các bạn đánh boss. Thì bây giờ mình sẽ dịch thành tiếng Việt để mà mình có thể coi nó dễ hơn các bạn ha. Thì vẫn là truy cập vào website và đăng ký trò chơi. Còn vấn đề mà hoàn thành nhiệm vụ chính á, thì chắc chắn là khi mà các bạn đã chơi lên level 23, chúng ta cũng sẽ bắt đầu làm rồi. Rồi, ok, thì bây giờ nó có cả cái tiêu chuẩn là các bạn sẽ tạo tài khoản. Sau đó rồi các bạn sẽ giải phóng sức mạnh của mình. Rồi các bạn vào cái cửa map đó, các bạn chơi. Mục đích cuối cùng của mình sẽ là tiến vô và ăn được một con boss. Sau đó thì các bạn sẽ chụp hình lại tiếp tục là
đăng lên Twitter cùng với những cái hashtag và những cái tag Genso Meta với lại MV Gen. Thì MV Gen là một cái trend dành cho tựa game Genso này các bạn ha. Và cái trend này được sinh ra để hỗ trợ cho người chơi giảm đi cái phí giao dịch trong cái tựa game này. Rồi, và theo mình thấy thì đây là một tấm hình demo là họ đã bắt đầu ăn được con boss rồi. Có nghĩa là đâu đó là level 25, 26 là mình đã có thể bắt đầu tham gia rồi và tham gia cùng với một tổ đội. Vậy thì khi mà các bạn đã đạt được level 23 thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái nhiệm vụ kế tiếp mà chúng ta nên hướng tới. Vì nó cũng rất là nhiều điểm các bạn, tới 4.000 point lận. Tại đây các bạn cũng sẽ thấy có phần thưởng bổ sung. Đó là cái phần thưởng cá nhân dành cho các bạn là những cái điểm cũng như là những cái vật phẩm cá nhân thôi. Còn có những cái giải thưởng mà khi mà các bạn hoàn thành xong á thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được thêm những cái giải thưởng đặc biệt nữa, từ token cho tới vật phẩm in game. Rồi, và đó là hai cái nhiệm vụ mà theo cá nhân mình thấy là nó rất là phù hợp để mình trải nghiệm game cũng như là thực hiện khi mà các bạn tham gia vô cái sự kiện IGG lần này. Đương nhiên chúng ta vẫn còn 3 sự kiện của tựa game Genso Kishi còn lại, thì cái phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Và ngoài 5 cái nhiệm vụ này ra thì Genso Kishi vẫn còn một nhiệm vụ nữa nằm tại phần nhiệm vụ cao cấp các bạn. Thì nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà thôi. Thì với cái nhiệm vụ này á, để mà các bạn có thể bắt đầu làm và các bạn nhận được phần thưởng thì các bạn bắt buộc phải có cho mình cái pass này như ở đầu video Lộc có nói đó. Và cái pass này các bạn sẽ chi khoảng 25 token IGG để mà các bạn có thể min được nó. Cùng với đó thì đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt. Và cái điều đặc biệt của nó không đến từ cái số point mà các bạn nhận được tại cái sự kiện IGG ha. Mà cái sự đặc biệt của nó theo Long thấy nó đến từ cái phần thưởng cộng thêm các bạn. Đây, tất cả người chơi khi mà các bạn hoàn thành được cái nhiệm vụ này, các bạn sẽ nhận được 2 Genso NFT tùy chỉnh với phiên bản giới hạn mang thương hiệu IGG. Và với top 100 người hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được 100.000 Maron vào tài khoản trò chơi. Thì cái câu chuyện mà top 100 thì mình nghĩ nó khá là khó, nhưng mà câu chuyện mà hoàn thành á, khi mà các bạn đã có cho mình cái pass IGG rồi á, thì nó là một cái điều khả thi các bạn ha. Rồi, và vẫn như vậy, khi mà các bạn đã bắt đầu làm thì các bạn cũng sẽ có thêm cho mình cái hashtag vô cùng với cái bài đăng trên Twitter của mình các bạn ha. Ok, và vừa rồi là 6 nhiệm vụ cơ bản của tựa game Genso Kishi tại sự kiện gap lần thứ 7 của IGG các bạn ha. Còn bây giờ Long sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cơ bản để mà các bạn có thể cày cái tựa game Genso Kishi này một cách nó hoàn hảo hơn. Ok, thì đây là tựa game Genso Kishi và các bạn có thể chơi trên web của máy tính cũng được, chơi trên Android hay iOS đều được các bạn ha. Và với việc chơi trên điện thoại thì mọi người còn có những cái tính năng mua đồ giống như game online trên những cái tựa game trên điện thoại á. Còn chơi máy tính thì không. Rồi, sẽ bấm Game Star các bạn ha. Nói chung là farm cấp thì cũng ok mọi người, chơi thì cũng khá là hay. Tuy nhiên là có một vài vấn đề là game cũng khá là lâu rồi. Với việc kiếm thì nó sẽ không có nhiều. Mình sẽ tập trung vô cái nhiệm vụ của IGG là chính các bạn. Còn nếu may mắn thì khỏi phải nói. Có một vài cái lưu ý như sau. Khi mà các bạn chơi cái tựa game này á, tại giai đoạn đầu khi với những con quái level 1, level 2 á, thì các bạn nên farm nó để mà các bạn lên cấp trước. Rồi các bạn hãy tiếp tục di chuyển qua những cái map mới các bạn ha. Nó không phải yêu cầu các bạn là quýnh nhiệm vụ quá nhiều đâu. Các bạn hãy lựa những con quái nào mà các bạn đánh, các bạn cảm thấy là các bạn clear nhanh để mà các bạn tăng cấp độ cho mình đó. Thì với những cái con quái đầu tiên á, khi mà các bạn tấn công nó, các bạn sẽ kiếm được cho mình những cái gọi là cuốn sách, và những cái cuốn sách này sẽ cho các bạn những cái món đồ trang bị. Và với việc mà các bạn có đầy đủ trang bị thì các bạn sẽ chơi dễ hơn rất là nhiều so với việc là các bạn ở trận ở chùa mình đi chơi vòng vòng á, thì nó không có được gì hết trơn á. Kiểu như Long hiện tại chẳng hạn, cơ bản là mình cũng không còn mana, tại vì game này kiểu như là nó không có hồi mana liên tục cho mình các bạn ha. Nó chỉ có một vài cơ chế kiểu như là bình mana, cùng với đó là cái việc cắn đồ ăn vô thôi. Thì cái việc cắn đồ ăn vô thì nó cũng khá là tiêu hao. Kiểu như này, với việc mà các bạn sử dụng food á, thì nó sẽ có một cái khoảng là 8 HP cùng với lại 2 mana cho mỗi 10 giây. Cùng với đó là nó cộng thêm cho các bạn 20 điểm tấn công. Nó rất là phù hợp dành cho những cái hệ giống như Long đang chơi, là cái hệ cầm kiếm các bạn ha. Nó tăng strength rất là ổn. Khoảng thứ hai thì bây giờ mình sẽ búp cái này lên các bạn. Nó sẽ còn hai chiêu búp nữa. Đây là những cái thông tin mà mình gọi là đi mò cả ngày để mà có thể moi ra được các bạn. Tuy là nó hơi vô chi nhưng mà cũng đáng lắm. Đầu tiên thì sẽ vô phần character ha. Với việc mà các bạn chơi hệ kiếm á, thì cái phần chỉ số mình sẽ tập trung vô là STR với lại VAT thôi. Thì VAT mình nâng chắc tầm 5-10 điểm ha các bạn. Còn lại thì cứ tập trung vô cái STR được rồi. Tại vì tăng dam thì nó ok hơn. Còn cái này thì từ từ những cái trang bị giáp dũng đồ của mình á, nó sẽ tăng cái giáp của mình cao hơn. Đến với việc mà các bạn chơi hệ này, các bạn tiếp tục là nâng kỹ năng.
Thì kỹ năng có hai loại kỹ năng chơi rất là ổn các bạn. Khi mà cái đồng tiền bên trong game này các bạn farm quái ra, nó là token luôn nha các bạn. Ừ, chỉ là khi mà các bạn farm thì nó không có được nhiều tiền thôi, chứ thực ra nó cũng là token luôn. Và cái câu chuyện á, mà mỗi lần mà mình cứ dùng cái bình mana hoài á, rất là hao, mình không có tiền để mua luôn á, phải nói là hao điên. Chính vì vậy á, nên là hả, mình sẽ ưu tiên cái việc là nâng những cái loại kỹ năng nào mà buff cho bản thân của con nhân vật của mình lên. Kiểu như hiện tại thì Long đang có hai cái kỹ năng mà mình khá là ưu tiên. Cái đầu tiên là Warrior Grit các bạn, nó sẽ tăng cho mình là 10 strength, VIT rồi rất là nhiều loại khác nữa. Cùng với đó là kiểu dưới 50% HP thì nó cũng sẽ cộng thêm attack nè. Và song song với đó là một cái Valor các bạn, Valor ha. Thì chỗ này nó cũng sẽ gọi là nó tăng cho mình cái điểm strength các bạn, và nó tăng trong 10 phút luôn, cũng y chang như cái này luôn các bạn, nó cũng sẽ tăng trong 10 phút luôn ha. Hai cái quỷ đó đều giống nhau hết. Chính vì vậy thì hai cái này sẽ là hai kỹ năng mà Long ưu tiên. Còn cái kỹ năng này cũng cần các bạn ha, kỹ năng này cũng cần, tại vì nó sẽ là một kỹ năng dạng gây sát thương rất là ổn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Nói chung là mình đang hành mấy con quái con nên là cũng không vấn đề gì nó kiểu như vậy. Nhưng mà thường thì Long sẽ vẫn là ưu tiên cái việc sử dụng những cái kỹ năng như này hơn các bạn. Đó, mình búp vô người mình ha, mình sẽ được hai loại búp luôn. Và khi này thì mình cứ bình thường thôi để mình farm. Mục tiêu của mình chỉ là farm để cho nó lên được cái kinh nghiệm thôi các bạn. Thì cho nên là mình sẽ nâng hai cái chỉ số đó là ok nhất rồi. Để mà có được đồ thì các bạn sẽ có thể kiếm ở đây ha. Và mọi người sẽ rất là thắc mắc khi mình chơi cái tựa game này á, ủa bây giờ làm sao để mà có tiền để mà mua những cái vật phẩm mà trong shop nó bán các bạn. Đó, thì bây giờ mọi người xem ha, bây giờ Long sẽ tấn công con quái này. Nói chung là bất kỳ con quái nào các bạn quýnh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 gì á, nó đều rớt vật phẩm ra hết. Và những cái vật phẩm nó rớt á, nó sẽ là những cái loại đá này nè các bạn, Huge ha, đá Lage các kiểu rồi nè, mấy cái loại đá này nè. Rồi, thì mọi người để ý loại đá này ha, một chút xíu nữa mình sẽ cho mọi người coi nó để làm gì ha. Ok, thì ở đây nè các bạn thấy có một cái hộp quà này nó rớt ra nè. Thì ở bên góc nó có hiện là Bure Stone Lage. Ok, nói chung là một cái loại đá lớn á mọi người ha. Bây giờ mình sẽ quay lại thành chính. À, và khi mà các bạn chơi cái này á, thì có một cái khá là hay nữa trong giai đoạn đầu. Nếu như các bạn không thuộc map, không thuộc đường á, thì nó có một cái bảng nhiệm vụ bên góc bên phải này các bạn nhấn vô ha. Chỗ này nó sẽ có một cái phần là check, các bạn bấm vô cái nhiệm vụ mà các bạn muốn làm. Xong rồi các bạn sẽ có một cái chữ checking, các bạn nhấn vô cái đó thì nó sẽ có cái mũi tên chỉ như thế này nè. Thì lúc này mọi người sẽ đi rất là dễ và kiểu như là mình không có bị lạc các bạn, đi rất là ổn ha. Bây giờ mình sẽ vô lại trong thành để cho các bạn coi việc bán đồ như thế nào. Thì cái đồng mà các bạn bán được ra nó cũng sẽ là cái loại để mà các bạn đổi token luôn. Tuy nhiên là giá token nó đang không có cao á mọi người. Game cũng ra khá là lâu rồi ha. Mình cũng sẽ để luôn cái link để mà các bạn gọi là quan tâm, là kiểu như là khá là thích cái tựa game này, xong cái rồi mọi người chơi game để mà vui vẻ giải trí, xong cái kiếm thêm chút đỉnh á. Ừ, nói chung là tôi sẽ để cái cơ chế kiếm tiền của nó ở phía dưới ha, dành cho những ai quan tâm. Rồi, ở đây là một cái shop các bạn, mình sẽ vô phần buy sell. Sau đó các bạn chọn phần sell nè. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn những cái cục đá này mọi người ha. Confirm. Cái cục này thì mình bán được tới 20 đồng rồi các bạn. Còn cục này thì sẽ là 10 đồng. Cục này thì rẻ hơn. Nói chung là mấy cái cục đá này là bán hết các bạn ha. Thì bây giờ tôi bán được tầm 300 đồng các bạn, với việc là Long chỉ đi farm mấy cái con lẻ tẻ ngoài đường thôi. Còn những cái loại kia thì gần như là mình không có cần bán 10 ha. Để coi con này nó bán cái gì các bạn. Ô, nó bán cái tai thỏ ha. Không đủ tiền mua luôn nè. Ok, thôi quay lại ha. Đó, thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ đi bán những cái món đồ như vậy. Còn bây giờ mình sẽ mở bản đồ lên các bạn. Mình cần phải đi qua bên đây ha. Thì game này sau khoảng thời gian chơi gọi là nửa ngày của Long. Ừ, nửa ngày chơi không hiểu gì hết trơn, xong phải đi lên YouTube để coi á, thì mới phát hiện là có bán đồ ăn nữa. Và đồ ăn trong game này cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy có một đứa là nó tên là nó bán pharmacy, thì nói chung là nó bán thuốc rồi các bạn. Còn một đứa nữa nó sẽ bán đồ ăn các bạn ha. Nó sẽ là chữ Linh á. Thì theo kinh nghiệm mình chơi nửa ngày của Long á, thì Long khuyến khích các bạn là nên mua đồ ăn thay vì là mua thuốc. Tại vì thuốc nó chỉ dành để mà mình đi đánh lộn thôi. Kiểu như này các bạn sẽ thấy là nó giống như cái miếng thịt mà Long vừa ăn lúc nãy á, là 8 HP cùng với nó là 2 mana trong 10 giây. Và cộng thêm cho mình là 20 strength nữa. Đương nhiên là cái này nó cũng khá là hao các bạn. Kiểu nó khá là chua ha. Nó là 200 đồng lận. Và nhiều món đồ khác thì nó mắc hơn nữa. Tại vì là cái đồng MR này nó sẽ đổi ra được cái đồng RON các bạn. Và cái đồng RON thì nó cũng đã list rồi ha. Thì đó là cách mà các bạn chơi để mà các bạn kiếm cho mình những cái đồng xu bên trong game. Sau khi mà các bạn đã có xu rồi thì các bạn sẽ dùng nó để các bạn mua thuốc. Kiểu như là trong chỗ này các bạn mua thuốc để mà các bạn tiếp tục chơi. Mục tiêu của mình sẽ là lên cấp 23 các bạn. Cùng với đó là chinh phục luôn cái con boss để mà mình cày cái điểm IGG á. Thì để mà chúng ta có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ quái thú tháp tối thượng này, chắc chắn là các bạn cần một cái tài khoản nó đủ ổn các bạn. Các bạn nhìn cái bạc ti này các bạn cũng thấy rồi, 25, 25, 28 và 26 các bạn ha. Không thể nào tài khoản yếu mà mình có thể làm được cái nhiệm vụ này hết. Nên là bắt buộc
là mình phải cày cho được, cùng với đó là cái nhiệm vụ đạt được cấp 23 nữa. Thì đây là hai cái mà gần như là nó chiếm phần lớn điểm của cái sự kiện bên con Gensokishi này luôn các bạn ha. Rồi, và một cái đề nghị nữa, khi mà các bạn chơi tựa game này á, thay vì giai đoạn đầu các bạn cố gắng đi làm những cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu các bạn làm á, thì không các bạn không cần phải làm những cái nhiệm vụ đó, mà theo Long á thì các bạn nên ưu tiên cái việc là đi farm cấp tại những cái map nhỏ trước. Ví dụ như các bạn đang ở cấp 1, cấp 2 thì lúc đó thì các bạn cứ farm những con quái cấp 1, cấp 2 thôi, các bạn cứ farm cho nó lên cấp. Ừ, cái level của các bạn càng ổn định thì các bạn sẽ tiếp tục tấn lên, các bạn đi làm nhiệm vụ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Rồi, và vừa rồi là những cái thông tin mà mình đã chơi game và đúc kết được dành cho những bạn nào muốn cày cái nhiệm vụ IGG lên cấp 23 cũng như là đánh boss tháp. Song song với đó thì ngoài việc mà các bạn hoàn thành xong một cái chuỗi nhiệm vụ tại cái tựa game Gensokishi này á, thì mọi người ngoài nhận được điểm ra thì các bạn còn có cơ hội nhận được thêm cho mình những cái NFT của dự án nữa. Nên là ok, nếu như các bạn đang chơi dự án này hoặc là cảm thấy thích cái thể loại này thì có thể tham quan ha. Rồi, và mình là Long, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF. Và nếu như các bạn đã có nhu cầu về cheating airdrop hoặc là muốn cài nhiều tài khoản game với cái thể loại game mà chơi trên web thì Mologin có thể hỗ trợ cho các bạn về cái vấn đề này và còn có thể đồng bộ các cái tab game với nhau nữa. Song song với đó thì Mologin còn có cả cái tính năng Cloud Phone để mà các bạn có thể chơi những cái tựa game trên điện thoại. Nếu các bạn đăng ký Mologin thông qua link đăng ký của team DF thì sẽ được miễn phí 50 profile trong 15 ngày để mà trải nghiệm Mologin, và cái link đăng ký Mologin thì Long có để ở dưới phần mô tả mọi người nha.